Mến chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ các bạn món vịt nấu măng ăn với bún. Thì món ăn đây sẽ thích hợp vào những cái lúc mà trời mưa, tiết trời lạnh. Chúng ta sẽ để lên cái bếp và ăn nóng giống như là ăn lẩu vậy đó. Bây giờ thì tôi sẽ cho vào đây miếng bún nè, miếng rau. Bây giờ thì các bạn chan vào đây một ít nước ha. Rất là ngon. Cái vị như này đã rất là vừa ăn rồi nè các bạn. Thịt vịt thì các bạn chấm với nước mắm gừng ớt nè ha. Quá tuyệt vời luôn. Thịt vịt thì mềm và thấm gia vị. Nước mắm gừng nó thơm và nó cay. Ngon lắm. Dùng gừng, muối và rượu để chúng ta rửa vịt thì nó sẽ sạch và không có mùi hôi. Các bạn cứ chà rửa như thế này, sau đó thì rửa lại bằng nước sạch nhé. Nửa con vịt này là 1,1 kg nè các bạn. Cái phần thịt ức và đùi này thì các bạn lấy ra để riêng ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi trần qua cái thịt vịt này cho nó sạch. Và một ít gừng, thêm một muỗng muối ha, một muỗng canh khoảng 10 gram. Cái nước nó sôi rồi chúng ta sẽ cho thịt vịt vô. Các bạn nấu trong nước sôi khoảng cỡ 1 phút ha, để cho nó sạch. Nó sạch thịt vịt rồi chúng ta sẽ vớt ra và rửa lại. Làm như này thì khi các bạn nấu cái nước nó sẽ trong và ăn nó thơm. Rồi bây giờ tôi sẽ tắt bếp đi ha, và vớt ra ngoài cái thau nước để rửa lại. Thịt vịt sau khi mà đã trần qua nước sôi rồi, rửa sạch lại rồi thì các bạn sẽ ướp tất cả các gia vị vào đây, gồm có 1/2 muỗng cà phê muối 2 gram, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt 2 gram, 1 muỗng cà phê hạt nêm 5 gram, 1 muỗng cà phê nước mắm 5 gram, 15 gram hành tím, 10 gram gừng. Cái này các bạn bấm diễn ra và chúng ta cho hết vào đây. Các bạn xóc đều lên cho nó thấm gia vị và chúng ta ướp ở đây 30 phút. Tôi có một mục măng tươi đã làm sạch rồi là 400 gram. Cái phần gốc của cây măng các bạn cắt ngang như thế này nè nha, thì ăn nó sẽ mềm. Còn phần ngọn ở trên này á, nó non thì các bạn sẽ cắt dọc. Nếu mà chúng ta cắt ngang nó sẽ bị nát hết. Sau khi mà cắt lát rồi thì các bạn đem đi trần với nước sôi nhé. Các bạn cho vào đây 10 gram muối. Nước này tôi đã nấu sôi rồi để cho nó nhanh nhé. Này các bạn trần qua thôi, rồi chúng ta sẽ làm lại một lần như thế này nữa.
Rồi chúng ta lại tiếp tục cho vô trần thêm một lần nữa. Măng tôi trần lần thứ hai nó cũng đã sôi rồi nè các bạn. Các bạn để cho nó sôi khoảng 1-2 phút thì đó chúng ta lại vớt ra nhé. Và đây là cái lần thứ ba, tôi sẽ cho vào đây 10 gram muối tiếp. Lần này ấy thì các bạn cho măng vào và chúng ta luộc cho chín luôn ha. Thưa các bạn, măng nãy giờ luộc cũng đã được 40 phút rồi đó. Thì các bạn cứ luộc cho đến khi mà măng chín mềm luôn á thì ăn nó mới ngọt mà nó ngon ha. Khi mà mình thử măng mà mình thấy nó đang còn hăng, còn đắng á là nó chưa có được á. Và như cái măng này thì luộc 40 phút là được rồi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ vớt ra cái thau nước lạnh và rửa sạch đi nha. Bắc cái nồi lên và cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. 15 gram hành tím và 10 gram tỏi sẽ cho vào đây một nửa thôi. Hành và tỏi nó đã thơm rồi thì các bạn cho hết cái thịt này thôi. Bây giờ thì thịt tôi đã săn rồi, tôi sẽ cho nước vào đây nhé. Tôi dùng ở đây là 1 lít nước cho cái nồi bún ngày hôm nay. Nhưng mà chỉ cho vào đây một ít trước thôi. Và dùng nước sôi nhé các bạn. Nước sôi cho vào đây thì nó nhanh và nó mới ngon. Đó, cho vào đây một ít thôi, sắp sắp mặt như thế này nè. Và chúng ta nấu tiếp cho cái thịt nó chín hẳn đi ha, và nó mềm luôn ha. Số còn lại một lát nữa sẽ cho sau. Các bạn cho thêm vào đây vài tép xả đập dập cho nó thơm nhé. Bây giờ thì đậy nắp lại cho thịt nó chín hẳn đi. Bạn để nhỏ lửa thôi cho nó sôi lên liu liu, đừng có để lớn lửa quá. Cái thịt này bây giờ nó chín rồi thì các bạn vớt cái miếng ức với lại cái đùi này ra đi. Để một lát nữa chúng ta xắt ra làm thêm một món nữa. Bây giờ thì cho phần nước còn lại vô. Bây giờ thì các bạn tiếp tục hầm cho cái nước ngọt ở trong thịt và xương nó ra ha. Để xào măng thì tôi dùng 2 muỗng canh dầu ăn. Phần hành tỏi hồi nãy còn sẽ cho hết. Hành tỏi vàng rồi thì các bạn cho cái măng vô nha. Cái vàng nó thơm. Một muỗng cà phê hạt nêm 5 gram. 2 muỗng cà phê đường 10 gram. 2 muỗng cà phê đường 10 gram. Các bạn cho vào xíu nước để cho nó thấm, nó tan đường với lại hạt nêm nó thấm vào trong măng. Cho nó thấm gia vị vô và nó rút hết nước là đường này. Măng tôi xào như thế này là được rồi. Bây giờ sẽ tắt bếp đi và chúng ta cho vào trong cái nồi mà măng vịt ha. Măng sau khi xào xong thì chúng ta cho vào trong nồi thịt vịt luôn nhé.
Nước dùng đã vừa rồi đó các bạn, vừa hơi lạt lạt thôi. Nếu mà các bạn ăn thì chúng ta có thể chấm thêm nước mắm hoặc nêm thêm miếng nước mắm nữa ha. Bây giờ thì bắt đầu dùng được rồi. Cho miếng rau, miếng giá vào đây ha các bạn ha. Rồi cho thêm vào đây một miếng bún nữa. Cho vào đây một ít hành với ngò gai cho thơm nè các bạn. Bây giờ thì các bạn chan vào đây một ít nước ha. Và chúng ta bắt ở trên bếp để ăn nóng như thế này. Rất là ngon. Cái vị như này đã rất là vừa ăn rồi nè các bạn. Măng nó thì thấm gia vị, giòn sệt sệt. Thịt vịt thì các bạn chấm với nước mắm gừng ớt nè ha. Quá tuyệt vời luôn. Thịt vịt thì mềm và thấm gia vị. Nước mắm gừng nó thơm và nó cay. Ngon lắm. Đây là cái cách nấu măng vịt và ăn với bún mà gia đình mình thường hay nấu ăn. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với cái cách nấu này nó sẽ phù hợp với lại các bạn và giúp cho gia đình các bạn có thêm một cái cách nấu mới, một cái món ăn mới. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và yêu mến kênh Món Ngon Mẹ Nấu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.